Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món mũi heo luộc chấm với nước mắm nhé. Chấm rất là ngon ạ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Và các nguyên liệu để làm món ăn thì này thì mình sẽ mời các bạn sau. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình ạ. Đây các bạn, một miếng mũi heo rất là ngon, cả lạc cả mỡ và nó không bị ngấy như kiểu chúng ta ăn các thịt khác nhé. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây các bạn, để làm món mũi heo luộc này nhé, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái mũi heo để ạ. Mua một cái mũi heo nhé. Đấy. Các bạn phải trần qua bằng nước nóng để mình làm sạch hết cái trắng của mũi heo này đi. Và còn cái phần nếu mà còn lông heo ấy thì các bạn sẽ nhổ hết đi cho mình nhé. Đấy ạ. Cái món ăn này thì rất là dân dã mà nhiều lúc chúng ta ăn rẻ tiền mà lại ngon nhé. Cái mũi này ấy, ăn thì nó giòn, nó không bị ngấy như là cái phần thịt má hay là mỡ các bạn nhé. Nhiều lúc người lao động ấy, như thợ xây phụ hồ ấy, hoặc là những người lao động nặng nhọc thì hay mua cái phần mũi này ăn thì nó rẻ tiền các bạn ạ. Nó không đáng gì tiền như thịt nó đắt hơn nhiều ạ. Các bạn cho mình một thìa muối nhé, một ly rượu trắng và gừng và củ hành thơm nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái mũi này vào luộc khi mình đã làm sạch sẽ rồi. Hành thơm các bạn cũng đập ra cho mình này. Gừng các bạn cũng đập ra nhé để mình khử cái mùi hôi của mũi. Kết hợp với rượu thì các bạn nấu sẽ không có mùi hôi nữa ạ. Một nồi nước các bạn sẽ cho mình vào đây gừng, hành thơm, muối và ly rượu trắng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho mũi vào mình luộc. Các bạn luộc cho mình tầm 25 đến 30 phút. Mình phải cho thêm nước để cho nó ngập cái phần mũi này ra. Đây các bạn, khi mà nước đã sôi như thế này nhé thì các bạn sẽ mở cho mình vung 5 phút nhé, để cho cái mùi hôi của mũi heo ấy nó sẽ bay đi theo nước ạ. Sau đó thì mình sẽ đậy vung lại để cho nó chín nhé. Cong lên. Sau khi mình đã luộc được 5 phút mà vung rồi, bây giờ mình sẽ đậy vung lại các bạn nhé. Và các bạn cho mình lửa nhỏ thôi, mình luộc thêm 20 phút nữa ạ. Luộc với lửa nhỏ như vậy thôi ạ. Đấy các bạn, khi mình luộc một lúc và mình đã ngâm để bỏ lấy nhé. Bây giờ mình sẽ vớt ra để mình thái cái phần thịt mình lên. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bát, mình cho vào đây một ít đường để mình pha nước mắm mẹ. Đường, mắm. Ốp chanh nữa các bạn nhé. Ít cốt chanh. Hòa tan cái hỗn hợp này lên. Tỏi, ớt thì các bạn sẽ cho sau thì nó sẽ nổi lên nhé. Cái tỏi các bạn đập ra cho mình. Băm cái phần tỏi đi. Cái món này mà luộc cứ chấm với mắm chấm tỏi ớt như này, ông xã nhà mình rất là thích ăn luôn. Và ăn kèm với hành hoặc là dưa chua nữa. Tỏi ớt
mình cho sau ấy thì nó sẽ nổi lên trên ạ. Để nó không bị chìm như phần tỏi và ớt xuống các bạn nhé. Và mình muốn thơm nữa thì chúng ta sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu để có mùi thơm của tiêu nhé. Mình đã chuẩn bị cái đĩa và các bạn sẽ cho mình vào đây một ít rau mùi nhé. Ăn kèm một rau mùi rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ thái phần mũi heo. Cái mũi này luộc ấy, mình phải luộc nó chín mềm ra thì mình thái nó dễ thái mà mới cả ăn nó mới ngon ạ. Nhưng mà mình mà luộc mà nó còn cứng ấy, thái rất là dai và lại ăn lại không được ngon bằng các bạn luộc mềm một chút nhé. Chỉ cần 15.000 là các bạn đã có được một đĩa mũi heo như thế này nhé. Nhìn là rất mạc và con. Nó còn ngon không khác gì thịt ba chỉ đâu các bạn ạ. Thịt ba chỉ các bạn muốn mua cái phần thịt trôi ấy, thì nó cần mỡ riêng nạc riêng nên cái phần thịt mũi này thì các bạn mỡ mới nạc nó dính vào nhau nhé. Với cách luộc như vậy ấy, thì các bạn luộc không lo gì bảo là phần tai mũi mình luộc nó bị hôi cả. Rất là thơm luôn. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món mũi heo luộc giòn ngon nhé. Với nước chấm rất là đơn giản mà lại ngon như thế này. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.